Chiêu Văn Đại Vương Trần Nhật Duật, sinh năm 1255, mất năm 1330, là con trai thứ 6 của vua Trần Thái Tông. Lúc mới sinh ra, ở hai bên cánh tay có sách chép là ở hông có chữ Chiêu Văn Đồng Tử. Nét tử rất rõ, vì thế đặt hiệu là Chiêu Văn. Lớn lên thông minh, nhiều trí lực, am tường sử sách, học vấn uyên bác, đặc biệt là có biệt tài, định liệu mưu kế đánh giặc. Ông còn là một người hòa nhã, độ lượng, mừng hay giận không bao giờ biểu lộ ra ngoài. Năm Đinh Mão 1267, Trần Nhật Duật được Hoàng huynh là vua Trần Thánh Tông phong làm Chiêu Văn Vương. Đến năm Canh Thìn 1280, chúa đạo Đà Giang là Trịnh Giác Mật nổi lên cự lại triều đình. Vị vương trẻ Trần Nhật Duật được cử đi trấn thủ Đà Giang. Ông đã một mình, một ngựa đến trại của Giác Mật, nói chuyện với chúa đạo bằng chính ngôn ngữ của họ, rồi cùng ăn bốc, uống bằng mũi, khiến họ đều kính phục. Trần Nhật Duật bình được Đà Giang mà không mất một mũi tên, giúp nhà Trần yên ổn được biên giới phía Bắc để tập trung chống giặc Nguyên. Năm Ất Dậu 1285, giặc Nguyên sang cướp nước ta, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải đã cùng với Trần Quốc Tuấn hiệp lực chống giặc. Quân ta giao chiến với giặc ở cửa Hàm Tử. Trần Nhật Duật hạ lệnh cho quân của mình hiệp sức với người Tống Lưu Vong, mặc áo như quân Tống và cầm cung nỏ lâm trận. Quân Nguyên ngờ có quân Tống giúp sức nên sợ bỏ chạy toán loạn. Bởi vậy, trong đại cuộc đánh giặc Nguyên của quân dân nhà Trần, có phần đóng góp không nhỏ của Trần Nhật Duật. Với công lao như vậy, ông được phong là Tá Thánh Thái Sư. Bên cạnh đó, Trần Nhật Duật còn có công rất lớn với triều Trần trong việc nuôi Hoàng tử Mạnh, tức vua Trần Minh Tông. Ông đã chăm sóc dạy bảo hoàng tử không khác gì con đẻ của mình. Năm Nhâm Dần 1302, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật được phong làm Thái úy Quốc Công. Đến năm Kỷ Tỵ 1329, được phong làm Đại Vương. Không chỉ là một vị tướng đầy bản lĩnh với tài trị quốc và đánh giặc, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật còn là một nhà ngoại giao kiệt xuất nhờ vào vốn hiểu biết sâu rộng về phong tục, ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số và các nước láng giềng. Nhờ vậy, mỗi khi có sứ giả ngoại quốc tới, ông đều biết áp dụng phong tục của họ để tiếp đón. Đến nỗi sứ thần nhà Nguyên khăng khăng cho rằng ông là người Hán ở chân định, tới làm quan Đại Việt. Vua Trần Nhân Tông thì thường khen ông là hậu thân của người Phiên. Trần Nhật Duật là bậc thân vương tôn quý, làm quan trải bốn đời vua, ba lần coi giữ trấn lớn, nhiều phen lập công lớn. Trong nhà không ngày nào không mở cuộc hát sướng, làm trò, mà không ai cho đó là say đắm. Có người so sánh ông với Quách Tử Nghi đời Đường. Năm Canh Ngọ 1330, Tá Thánh Thái Sư Chiêu Văn Đại Vương Trần Nhật Duật mất, thọ 77 tuổi.